Vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào đến tất cả các bác. Hôm nay Thắng Hoàng giới thiệu với các bác một trong những cái dòng đẩy cao cấp, chất lượng và đầy những cái tính năng ưu việt nhất cho mọi người sử dụng. Độ bền cao, tiết kiệm điện, âm thanh sáng nhẹ, bay tiếng, nói chung là nó hỗ trợ cho cái chất lượng âm thanh của các bác thay đổi hoàn toàn, gọi là xứng tầm, rất xứng tầm đẳng cấp luôn. Đây là một dòng đẩy của Agasound. Cái dòng đẩy này thì hiện tại ở bên Việt Nam cũng có đơn vị phân phối, thì các bác có thể là tra cái mã, tí này em sẽ quay rõ cái mã Agasound này với cái model HD1000 này để cho các bác có thể kiểm tra ở trên mạng. Thứ nhất là về thông số kỹ thuật, thứ hai là mức giá bán khi mà họ bán hàng mới ở bên Việt Nam mình để cho các bác so sánh nhá. Sản phẩm này thì em cũng nói sơ qua luôn về cái giá bán mà cái đợt trước thì em có tra cứu là nó bán là 19 triệu và sau cái chương trình giảm giá là còn 16 triệu mấy trăm ạ. Thì đây là dòng mạch Class TD với hiệu suất công suất 8 ohm một kênh là 1000W một kênh và 1700W một kênh là ở 4 ohm, có nghĩa là các bác đánh một chiếc loa. Một chiếc loa thì công suất định lượng của nó là 1000W và đánh hai cái loa một kênh thì công suất nó sẽ là 1700W. Phải nói là cực khủng, cái này thì các bác đi làm sự kiện đánh full đôi 40 nha, thoải mái luôn. Đấy, và cái dòng đẩy này thì Class TD rồi các bác biết rồi, cái công nghệ mới thì nó thứ nhất là máy chạy êm hơn, mát hơn, âm thanh bay bổng, tiếng nó sáng hơn. Đấy, rất là thích hợp cho nhiều cái dòng loa bây giờ. Đấy, hầu như là nó thích hợp cho tất cả các cái dòng loa phục vụ karaoke hoặc là phục vụ làm sự kiện sân khấu, thoải mái luôn, dòng loa nào nó cũng có thể là sử dụng được. Kèm theo đó nữa là có cái màn hình sử dụng hiển thị ở đây, nó bao gồm hiển thị nhiệt độ và volume để cho mọi người cũng có thể là dễ kiểm tra được con đẩy mình đang hoạt động ở volume có cân bằng hay không và cái nhiệt độ nó ở ngưỡng bao nhiêu. Đấy, các bác có thể vặn. Đấy, mình đang đặt ở cái ngưỡng chẳng hạn là 26-27 này. Đấy. Đấy, mình để cho nó cân bằng và nhiệt độ nó đang cân bằng ở đây là mức ngoài trời với lại trong đáy là bằng 36 độ. Đấy các bác nhá. Đấy. Cái nhiệt độ này thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ thay đổi dần. Đấy. Mặt trước phay nhôm cũng rất là đẹp. Thì để em sẽ báo giá luôn cho mọi người. Khi mà mọi người mua con đáy này, nó sẽ chênh lệch với con đáy mới, nó chỉ bằng 30% giá tiền con đáy mới thôi. Và con đáy này em đảm bảo với các bác rằng đang còn zin 100% và máy đẹp, hình thức đẹp bên ngoài và bên trong cũng đang rất là đẹp. Các bác có thể liên hệ qua số điện thoại 0969800985 để đặt hàng hoặc tư vấn thêm về sản phẩm. Thì đây các bác có thể là tra mã ở đây nhé. Các bác ghi chụp lại ảnh ở đây, AG sao đây. Đấy các bác nhìn thấy không ạ? AG ASOUND. Đấy. Tiếp theo đó nữa nhấn dấu cách HD 1000 thì các bác có thể là tra được cái mã của cái sản phẩm này ngay luôn và cái giá bán của họ sẽ hiển thị ngay trên nó luôn. Đấy, và con đấy này em bán ở tại cửa hàng là 5.500.000 đồng, giá 5.500.000 đồng và sản phẩm này được bảo hành 3 tháng, tặng kèm theo một cặp dây jack Canon để kết nối với tín hiệu từ vang hoặc bàn mixer. Vâng, và các bác có thể nhìn tổng quan về chiếc đáy này ở khung hình bên trong. Đấy. Thiết bị này được sử dụng nguồn xuyến. Đây là bo tụ nguồn. Tụ này thì nó chạy bằng tụ 200V nhé các bác nhá. Đấy. 200V. Lưu ý là cái tụ này nó chạy 200V một cái các bác nhá. Rất là khủng luôn. Về cái độ hoàn thiện bên ngoài cũng rất là đẹp và bên trong đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy với màu sắc chất lượng linh kiện rất là đảm bảo luôn, độ hoàn thiện bên trong cũng như bên ngoài đều đảm bảo để cho mọi người dùng có độ yên tâm an toàn. Và những cái linh kiện chất lượng như thế này thì nó đảm bảo được cái chất lượng âm thanh, nó đầu ra của nó cũng rất là tốt cho các bác và độ bền của sản phẩm cũng được kéo dài theo cái tuổi thọ của linh kiện. Đấy. Ở phía sau đây là cái đuôi mạch mute bảo vệ, cũng kèm theo nữa là dơ le đóng ngắt âm thanh cũng như là phần dơ le nguồn. Đấy, cái dòng Class TD này thì nó có kèm theo cả hai cái cục dập xung tạo phân tần cho loa này các bác này. Nhiều con là nó không có đâu. Đấy, con này nó có cả dập xung tạo mềm cho bát này. Nó gọi là phân tần loa của đẩy này, phân tần đẩy này. Đấy.
tất cả kết nối dày dặc hết nhé. Các bác có thể là lâu ngày các bác có thể là chụp ảnh tháo ra, các bác vệ sinh lau chùi rửa ráy thoải mái, nó bằng dây rắc thì các bác có thể ghim lại chứ nó không phải sử dụng mối hàn, nó phức tạp hơn. Đấy. Đang còn rất đẹp đúng không ạ? Tất cả để sử dụng những cái linh kiện cao cấp chở 5 màu hết. Đấy, chở 5 màu. Thì các bác cũng có thể cái dòng đẩy mà hàng lắp ráp với những cái linh kiện rẻ tiền sửa chữa chẳng hạn thì nó sẽ sử dụng những cái dòng 3 màu thôi và màu sắc của nó cũng không được đẹp như những cái linh kiện đây, nhà máy họ đóng ra. Đấy. Và những linh kiện này toàn là những linh kiện đắt tiền thôi bác. Đấy, để đảm bảo những chất lượng thương hiệu của hãng thì họ cũng sản xuất những cái linh kiện chất lượng để cho thứ nhất là về độ bền của sản phẩm, thứ hai là về chất lượng âm thanh để người ta có thể tiếp cận, người ta đánh giá và người ta tiêu dùng đến bây giờ. Đây các bác có thể nhìn thấy đây nhá, sản phẩm này được sản xuất năm 2017 cũng khá là mới luôn. Đấy, khá là mới luôn. Mới hết bảo hành của hãng thôi. Thì gần như là mình đã nhập về đây rồi. Đấy. Cái này có đầy đủ chức năng cho các bác, system mono này, đánh chập kênh này, chạm vặn loa này, jack lưu trích này. Đấy, jack cắm tín hiệu vào đầu vào này, linh tín hiệu đầu ra này. Đấy, đầy đủ để cho mọi người có thể là sử dụng. Đấy. Máy chạy rất là êm và rất là mát các bác nhá. Cái này thì nó cũng không có nặng lắm đâu. Tại vì nó dòng mạch đời cao, cả LTD thì nó cũng hạn chế được cái phíp tản nhiệt. À, cái phần tản nhiệt đây rất là nhiều nên nó cũng giảm trọng lượng đi của con đấy, và hiệu suất khuếch đại của nó cũng rất là cao, lên trên 90%, cho nên là cái con sò được nó khuếch đại đạt được đến trên 90% thì âm thanh nó rất là hay. Đấy, còn những cái dòng mà công suất nó sử dụng phải cần nhiều sò thì hiệu suất khuếch đại của nó hơi bị thấp, nên là tính vậy cho nên âm thanh của nó cũng đục hơn. Đấy, nó không được thoát tiếng như những cái dòng sò này, nó phải khuếch đại lên đi. À, đến trên 90% như vậy thì âm thanh nó ra nó mới sáng được. Đấy các bác thấy không ạ? Dòng mạch Class TD nhá, cũng một cái loại máy này nó chỉ có 16 sò hoặc 12 sò thôi, nhưng mà nó có thể đạt được công suất trên 1000 đến 2000 W một kênh. Các bác có thể là xem những cái clip mà giới thiệu những sản phẩm đẩy 4 kênh FB 10000 Q hoặc là đẩy 2 kênh FB 10000 Q 14000 Q á. Nó cũng chỉ có sử dụng mỗi một kênh có 10 con sò thôi, nhưng mà công suất của nó đạt đến 2400W, 2300W một kênh 8 ohm. Đấy, mà những cái dòng sản phẩm cũ như Class AB, em nói em lấy những cái điểm đấy để so sánh thôi nhá, Class AB nó phải sử dụng lên đến 56 hay là 64 sò thì công suất nó cũng mới được có ngàn mấy thôi. Và những cái con đẩy mà các bác mua Class AB với công suất 600 đến 650W nó đã phải sử dụng đến 36, 32 đến 36 con sò rồi. Và âm thanh các bác cũng có thể so sánh luôn những cái dòng đẩy nhiều sò đấy với dòng đẩy ít sò này. Cái dòng đẩy nhiều sò tiếng lúc nào nó cũng sẽ đục hơn. Đấy. Dòng máy đời cao này nó điều khiển điện áp rất là linh hoạt, cho nên nó cũng sẽ tiết kiệm cho các bác rất là nhiều cái chi phí khi mình dùng lâu dài. Đấy, đặc biệt là những phòng hát, đấy, sử dụng lâu dài là những cái tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Khi mà mình kinh doanh thì mình phải tính từng cái chi phí một, còn nếu như mình dùng chơi thì quan trọng chất lượng thôi. Thì đây cũng là một dòng đẩy chất lượng tốt, âm thanh hay để mọi người chọn lựa chọn sử dụng. Đấy. Các bác có thể nhu cầu nào mà cần tư vấn thêm về sản phẩm này mà em có thể là phổ biến chưa hết trong video, chưa kỹ trong video, hoặc đặt hàng thì các bác liên hệ cho em nhé. Thì cũng xem video thì nhấn đăng ký ủng hộ cho Thắng Hoàng bằng một lượt đăng ký kênh và ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like. Đấy, cảm ơn tất cả các bác, chào mọi người.